Cảng Đoạn Xá ở Hải Phòng chiều ngày 19 tháng 12 năm 2019, lừng lững con tàu hàng tên Kota Bintang mang cờ hiệu Singapore. Đây là tàu hàng được công ty vận chuyển Bolloré Logistics Việt Nam thuê để chở 50 tàu tuần tra bằng nhựa cao cấp do công ty đóng tàu Jam Boat ở Hà Nội thực hiện cho đối tác bên châu Phi. Theo bà Trần Thị Phương, giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc của Bolloré Logistics Việt Nam, con tàu hàng khổng lồ này sẽ mất đúng một tháng mới sang được cảng Hakau bên Nigeria cho hành trình dài đến 20.000 km trên biển. Chi phí chuyên chở cho lô hàng tàu cao tốc trị giá nhiều triệu đô la này là nửa triệu đô la. Từ nhà máy, Bolloré sẽ vận chuyển bằng đường bộ đến cảng Đoạn Xá. Sau đó thì hàng được lốt lên tàu charter để vận chuyển từ Hải Phòng đến Port Harcourt, là cảng Port Harcourt ở Nigeria. Và chuyến tàu này đi thì từ Hải Phòng đến Nigeria thì khoảng 30 ngày. Đó là chưa kể 10 chiếc tàu tuần tra bọc thép khác đang hoàn thành, đang nằm ở công ty đóng tàu Hồng Hà ở huyện An Dương, Hải Phòng. Đây là những tàu tuần tra cao tốc do đối tác tỷ phú ở châu Phi đặt hàng. Viện thiết kế tàu quân sự của Việt Nam thực hiện khâu thiết kế với chiều dài lớn nhất 15,1m, chỗ rộng nhất 3,86m, lượng choán nước 12,5 tấn. Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, thuộc công ty đóng tàu Hồng Hà, tốc độ thiết kế của tàu là 37 hải lý một giờ, nhưng khi thử nghiệm thực tế lên tới hơn 42 hải lý một giờ. Ngoài các thiết bị tiêu chuẩn như đèn, còi, radar, các tàu tuần tra này còn được trang bị hệ thống camera quan sát ban đêm, giúp đảm bảo tốt hơn nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển. Thiết kế của tàu cho phép lắp đặt thêm 2 khẩu súng 12 ly 7 phía sau hai bên mạn tàu và một khẩu súng máy 40 hoặc 50 ly trước mũi tàu. Trung tá Thành Trung cũng tiết lộ thêm rằng phần kính chắn ở buồng lái tàu cũng là một bí quyết của công ty bởi có khả năng chống đạn rất tốt. Trung tá Thành Trung khẳng định, công ty đóng tàu Hồng Hà với 70 kỹ sư được đào tạo cả trong và ngoài nước cùng 650 công nhân lành nghề, đủ sức cạnh tranh về khả năng đóng tàu với các nước. Ưu thế lành nghề, giá cả thiết kế và sản xuất hợp lý là thế mạnh của các công ty đóng tàu tại Việt Nam hiện nay để cạnh tranh trong khu vực và thế giới. Đơn hàng tổng cộng đến 60 tàu tuần tra cao tốc vừa hoàn thành xong cho đối tác là tỷ phú ở Nigeria là một bằng chứng sống động. Theo ông Long Tạ, Việt Kiều Pháp, người hiện đang làm đại diện cho tỷ phú ở châu Phi, thì anh đã thuyết phục được ông chủ người Nigeria chọn lựa đặt đóng tàu tại Việt Nam là bởi khả năng hoàn thành được đơn hàng lớn của các công ty Việt Nam. Chưa kể yếu tố bảo vệ môi trường của chất liệu làm tàu, đây là trường hợp của công ty đóng tàu Jam Boat tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty hiện chuyên đóng tàu bằng loại nhựa có tên gọi là copolymer, polypropylene, polystone, PVC. Đây là một loại nhựa thân thiện với môi trường và nổi tiếng vì độ cứng lẫn khả năng đàn hồi ngay cả khi nhiệt độ xuống đến âm 30 độ C. Vật liệu PVC còn là loại vật liệu trung tính đối với nước ngọt và thực phẩm. Điều quan trọng là tàu PVC có thể tái chế 100% nên không gây hại môi trường, không tốn chi phí bảo dưỡng như tàu vỏ thép. Đây là một trong những điểm mấu chốt khiến tỷ phú Ben của Nigeria chọn lựa đặt lô hàng đầu tiên là 50 chiếc tại Jam Boat. Loại vật liệu nhựa PVC có thể được dùng để đóng tàu chở từ 10 đến 200 hành khách và hàng hóa từ 2 đến 10 tấn. Các loại tàu thuyền chuyên dụng như tàu cứu hộ, tàu chữa cháy, thậm chí nhà nổi chống lũ và cầu cảng. Nó khá tiện lợi trong việc đóng tàu bởi là nhựa đúc sẵn nên chỉ cần định dạng theo thiết kế và kết dính các thành phần. Loại tàu nhựa này bắt đầu được ưa chuộng trong loại hình tuần tra bởi tính bền và nhẹ, giúp cơ động nhanh trên sông, trên biển và lại ít tốn kém nhiên liệu. Với những đơn hàng lớn đầu tiên cho đối tác bên châu Phi, ngành đóng tàu Việt Nam cho thấy khả năng vươn xa hơn sau những đơn hàng đã giúp khẳng định tên tuổi ở châu Âu và châu Á.